Mẹ tựa lưng vách bếp, khói bay thơm giấc mơ con. Vệt mồ hôi thấm ướt nhưng lắng lo hằn lên khóe mắt. Lặng thầm ngược xuôi bốn ba, bữa cơm chan chứa thương yêu, vị ngọt thêm trong tấm dành cho con. Vì với mẹ yêu thương là để cho đi cả cuộc đời, chẳng giữ lại điều chi. Luật sư mà cô sắp ký là bạn lâu năm, cũng đã từng hứa hẹn là sẽ làm việc chung với nhau nhiều lần. Nếu từ chối bên đó, thực sự cô sẽ rất là khó xử. Mong con thông cảm. Chứ không phải bởi vì con là anh trai của Trà My hả? Sao con lại nghĩ như vậy? Cô không từng nghĩ đến chuyện đó. Bởi vì nếu vì con là anh trai My thì cô sẽ phải làm việc với con chứ. My là trợ lý của cô cơ mà. Đúng không? Con nói ra điều này có thể là hơi dư thừa, nhưng nó là sự thật. Trà My hoàn toàn không hề biết việc này. Cho tới khi em gái con vô tình thấy được hồ sơ con gửi qua đây thì nó mới biết thôi. Vậy hả? Tiếc quá, lần này chúng ta chưa thể hợp tác với nhau. Nhưng mà trong tương lai, con hy vọng là chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để làm việc cùng nhau. Chắc chắn rồi. Con xin phép. Phải làm việc với người ghét mình như vậy, em có thấy mệt à? Cô Hồng không ghét em, cô chỉ đang bối rối thôi. Em cũng vậy, em không biết phải làm sao nữa. Giám đốc của em không phải là người đơn giản đâu. Lần này em gặp đúng đối thủ rồi đó. Rồi cũng đã đến ngày vỏ quýt dày của chúng ta gặp phải móng tay nhọn. Đối thủ gì chứ? Em biết là cô Hồng từ chối hợp tác với anh, nhưng mà anh cũng đâu cần phải nói vậy đâu. Em cũng đâu có muốn anh bị mất hợp đồng. Ừ, mọi chuyện bây giờ chẳng thể thay đổi gì nữa. Xong xuôi hết rồi. Nhưng mà nè, cố gắng, đừng để thua cuộc. Đúng là người không đơn giản. Em chào chị. Em là nhân viên công ty thời trang trẻ em MDK.
Hiện công ty em đang làm khảo sát ý kiến của khách hàng. Chị cho em hỏi một vài câu nha. Chào con. Con có thể nói cho cô biết là tại sao con lại chọn mẫu đầm này không? Dạ, tại con mặc đẹp. Ý của con là con thích cái màu với cái kiểu này hả? Chị nghĩ với trẻ em chất liệu rất là quan trọng. Dạ, cảm ơn chị. Anh chọn mua đồ ở đây vì chất lượng tốt, giá cả phù hợp. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, con gửi chú. À, cảm ơn con nghe. Dạ, đồ ăn của quán chú là mãi đỉnh luôn. Rồi, cảm ơn dạ. Nhiều. Có gì ủng hộ nghe. Dạ, con chúc chú bán đắt nha chú. Rồi, cảm dạ. Ơn con. Ủa sao có cái mùi thơm thơm quen quen nghe ta? Bác. Đây, trời đất ơi, làm hết thù mà. Đi đâu đây? Dạ bác, con đã quyết định rồi. Kể từ ngày hôm nay, con sẽ đến phụng hai bác mỗi ngày để ghi điểm với bác gái. Thôi thôi thôi, ê Quang, ê, có. Đây, bây giờ nghe bác nói, bác gái con á không phải là người dễ bị lung lay đâu. Con cứ từ từ đi, con để cho anh Cường á tìm cách nói với bác gái, hiểu không? Con đừng có nôn nóng quá. Ông bà xưa có một câu rất là hay nghe nè, dục tóc thì bất đạt, hiểu chưa? Dạ, không sao đâu bác, con sẽ cố gắng hết sức. Bằng cả tình yêu của con dành cho anh Cường. Cái gì vậy? Sao con lại đến đây nữa? À, dạ con... con đến đây để phụ bác bán quán. Con sẽ qua mỗi ngày luôn nha bác. Ba con có biết con đến đây không? Dạ. Rồi nội con có biết là con đến đây không mà tại sao con lại đến hả? Cái thằng Cường á, thằng đó mới là lạ đó ha. Tài xế tài súng cái kiểu gì mà để chủ đi lên khên vậy nè, có được không? Con không phải cô chủ gì hết á, con là bạn gái của anh Cường. Con lén nó đến đây đúng không? Con không nói cho nó biết đúng không? Đưa đây, đưa điện thoại cho bác. Em à, cái gì mà em à em ờ cái gì? Thôi mà, đưa cái điện thoại đấy em, nhanh lên. Em nè, nó nghe, trời ơi, nó tới đây được rồi, thôi để nó ở đây nó chơi chút xíu đi rồi hả, cho nó về. Cho già nam giao này, đưa cái điện thoại đây. Không, đưa đấy. Thôi mà, để nó ở đây chơi chút xíu đi mà, trời ơi, cái gì vậy? Tôi say sẩm, tôi chết. Trời ơi, nay nhà có gì vui vậy? Tôi làm gì mà tới đi hoài vậy? Đâu có tới đi hoài đâu, bữa nay tôi qua dọn quán đặng khai trương, hiểu không? Ơi, ai đây, ai đây? Dạ, con chào cô, con là Thanh Hằng, bạn gái của anh Cường. À, bạn gái của Cường hả? À? Bởi vì người ta đồn có sai nha, nói rằng Cường học thì dở mà yêu thì giỏi. Cô nói cái gì? Bà nói gì ạ? Tôi không có nói, người ta đồn, hiểu không? Người ta đồn vậy thôi. Đó, nhưng bữa nay nhìn thấy con, trời ơi, bạn gái anh Cường nghe hương quá à. Chắc là gia đình hạnh phúc lắm ha. Nè, tôi nói cho chị nghe nghe. Thằng Cường, thằng con tôi á, nó dở cái này nhưng mà nó giỏi cái khác. Nghe rõ gì nghe? Em đồng ý với anh. Dạ, nó dở học thôi, chứ mà nó nói chuyện rất là giỏi anh. Nó giống anh đó. Anh chỉ cần đứng yên nói thôi là mấy cô bu theo anh đó, hà rầm luôn vậy đó. Thiệt. Trời ơi anh ơi, em học chung trường với anh ấy. Trời ơi, ngày xưa thì anh nổi tiếng lắm luôn á. Hồi đó tôi nghe anh nói tôi còn mê anh nữa chi. Con nhất định không làm đúng không? Tại con qua đây để phụ bác, chứ đâu phải để phụ cô Ngọc đâu. Bác không có cần con phụ luôn á, mà cô Ngọc cũng không có cần con phụ luôn á. Cái đó là tại vì con đề xuất, con tự đến đây, con xin xỏ đúng không? Bây giờ nếu như con không thích làm thì con đi về đi, bác đâu cần. Dạ, đi về đi. Con làm mà bác. Thôi Thanh ơi, thấy cô bé này yểu điệu thục nữ quá à, chẳng biết làm chuyện nhà đâu. Ai nói vậy? Trời ơi, coi như vậy thôi nhưng mà rất là khỏe. Bây giờ không làm được việc này cũng sẽ làm được việc khác. Mà lau nhà nó đơn giản lắm. Nè, coi bác chỉ nè. Gạt cái này xuống. Rồi lấy cái tay cầm.
miết xuống, lau miết xuống chứ không có bật cời cời về nghe chưa, miết xuống đó, chỗ này không sạch thì mình sẽ lau ngược lại thêm một lần nữa, mình đè mạnh nó xuống, hiểu chưa? Có làm nổi không? Dạ con làm mà. Đó, khi mà người ta đã nói người ta làm có nghĩa là người ta sẽ làm được, hiểu chưa? Hiểu, nghe chưa? Cho nên rằng bà cứ để bà cần cái gì thì bà cứ sai bảo, chỉ bảo để rồi cho cháu nó làm, nghe chưa? Nghe. Trời cảm ơn con nhiều lắm nha. Trời ơi, bữa nay việc nhiều quá, không có con chắc cô làm không nổi đâu. Thôi con cứ lau tiếp đi, cô đi lấy nước ha. Dạ. Cái gì? Mẹ, người ta là con gái cành vàng lá ngọc, tự nhiên em bắt nó làm gì kỳ vậy? Nó cứng đầu lắm ha. Cái dòng này á là phải dùng biện pháp mạnh như vậy mới trị được, hiểu không? Cứ cho một ngày làm lòi bẵng họng đi ha, ê ẩm hết người đi ha, rồi ngày mai tự động không dám đến đây nữa. Cha già năm dao. Con sao con lau tùm lum chân vậy? Con lau một điểm rồi con lau mạnh mạnh lên, cục gạch nó không biết đau đâu nha con. Về vị trí luật sư cố vấn, cô rất tiếc, nhưng mà cô sẽ phải để cho người khác làm. Dạ, vậy thì tốt quá. Nhưng mà có chuyện gì cô cứ gọi cho con nha, lúc nào cũng được. Dạ, dạ, chào cô. Anh ơi, cô Thảo nói là cổ với chồng cổ sẽ tiến hành hòa giải riêng chứ không ra tòa nữa. Em sắp thành bác sĩ tâm lý rồi đó. Suốt ngày đi tư vấn cho người khác vậy đó hả? Thì chuyện của cô Thảo ổn thỏa, em cũng yên tâm phần nào. Anh đang có chuyện gì hả? Sao em thấy anh không có vui? Anh đang rất bình thường ha, tập trung làm việc đi. Alo, tôi nghe đây. Thật à? À, được chứ. Một lát nữa tôi rảnh mà. Nhưng mà tôi có một yêu cầu nhỏ, có vẻ hơi lạ. Không biết anh Minh có giúp được tôi không? Anh cứ nói đi. Câu chuyện của tôi không muốn nhiều người nghe. Cho nên... Nhân viên của anh... À, được rồi, tôi hiểu rồi. Anh cứ yên tâm đi ha. Một lát nữa anh qua tới á, tôi đảm bảo tôi sẽ sắp xếp cái phòng này chỉ có tôi và anh thôi. Ok, cảm ơn anh Minh. Ok, lát gặp anh. Nè Tiểu Linh. Dạ. Anh nhờ em đi ra ngoài mua giùm anh vài thứ nha. Dạ anh đợi em xíu. Em, dạ rồi, rồi anh nói đi anh. Mua bút nè. Dạ. Mua giấy in. Mua nước uống. Ừ, nước gì cũng được hết á. Khoan anh. Mua đồ ăn nè, mua. Mấy cái này văn phòng mình còn. Còn thì mua thêm. Bây giờ anh đang muốn uống trà, hồng trà. Em đi mua trà cho anh, sẵn tiện mua luôn mấy thứ kia, được chưa? Dạ. Nhưng mà anh ơi, không phải là lát nữa văn phòng mình có khách thôi, anh không cần em phụ hả? Anh tự lo được. Ai vậy anh? Hình như người này em chưa gặp phải không? Đây là một vị khách siêu VIP của anh. Từ từ đi, anh sẽ kể cho em sau. Chị giờ em đi nha. Em đi nha anh. Anh gì ơi, có chuyện gì vậy hả? Không, không có chuyện gì cả. Tôi mới thay cái ổ khóa có mã số mà tôi quên mất. Dạ, nhưng làm phiền anh nhỏ tiếng một chút vì nhà tôi có em bé mới sinh. Tôi xin lỗi. Sắp khai trương, nhớ đến ủng hộ tôi nghe. Ừ, xách mấy đứa nhỏ tới. Tôi nhớ mấy đứa nhỏ nhà bà khoái ăn burger lắm á. Rồi, rồi, tôi nhắn địa chỉ với bà sao ha. Rồi. Mình không muốn ở đây xíu nào.
Alo, Quỳnh hả? Đói quá ta. Trời ơi, tôi bán cà phê nữa đâu bà ơi. Ừ, chuyển rồi. Bán hamburger. Tới ăn ủng hộ tôi đi, sắp khai trương rồi. Bánh ngon lắm bà. Thiệt. Ừ, vậy nghe, tôi chờ bà ha. Cảm ơn. Ăn thử miếng cải chua nữa coi. Dạ. Đó nghe, cải chua là nổi tiếng đó. Làm sao? Ngon quá à. Ngon không? Dạ, chua chua ngọt ngọt. Giá như mà nhà nào con cũng được ăn. Ê, nếu vậy thì để bác nói với bác gái á, làm cho nhiều nhiều để con đem về bên nhà con ăn, nghe không? Dạ, vậy bác nhớ nói bác gái nha. Ừ, ăn đi con. Ăn mạnh vô nghe không? Dạ. Trời. Bác gái về hả bác? Không, làm tôi hết hồn hả? Không phải bác gái về đâu. Con mèo hàng xóm á, nó nhảy qua nhảy lại ngay cái cổng nhà bác hoài hả? Lâu lâu nó cứ làm vậy đó. Thôi, ăn đi con. Cái gì đâu mà sợ. Dạ. Nè. Dạ. Con sợ bác gái lắm hả? Thật ra con có lỗi với bác gái, nên con sợ bác ghét con. Tại vì trước đây con cư xử không phải với bác gái cho lắm. Con đang cắp, con xuống này đi con. Cái gì vậy con bé đây? Cái gì vậy? Ui da. Trời đất ơi. Cái gì mà như ăn cướp vậy hả? Chú chạy nhanh đi chú. Cái con nhỏ này không biết con cái nhà ai nữa. Cái vỏ. Ngọt ghê, đã cắt rồi còn quên đồ nữa. Nè, con nói là cái áo này nè, đúng không? Dạ, đúng rồi bác. Mà con cần áo này để làm chi vậy? Dạ, con cảm ơn bác nha. Nhờ bác mà con có dịp chuộc lỗi với bác gái rồi. Cảm ơn anh. Tôi sẽ cân nhắc kỹ rồi trả lời cho anh biết. Mong sớm nhận được tin anh. Dạ. Chào. Dạ. Chú có sao không chú? À, không sao, chỉ là đau bụng tử bình thường thôi. Chắc là tại sáng giờ chú chưa ăn gì hết. Con không chưa ăn gì hết phải không? Dạ không, con không sao. Hồi sáng con ăn nhiều lắm nên là con không thấy đói. Chú coi ăn uống vô chứ mà chú để nó đói là bị đau hoài à. Chú biết rồi. À, chú quên ví ở công ty rồi. Mình phải về công ty thôi. Có gì á chú ăn ở canteen cũng được. Chú, không ấy, để hôm nay con mời chú nha. Con mời chú? Dạ. 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 Cảm ơn chị. Chỗ này ăn ngon ghê. Dạ, chú. Cái nhà hàng này của hai cô chú lớn tuổi bên kia à. Người ta mở lâu rồi chú. Mà ít ai biết lắm. Thường là mấy cái người mà dân ở gần đây người ta mới biết tới thôi. Chắc chú phải đi ăn với con nhiều hơn mới được. Nhưng lần sau là chú mời nghe chưa? Dạ. Dạ, ăn kem rửa tiền dạ, thôi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Chị mình đi... Xong hả con? Dạ, chú đợi con chút nha. Chị ơi! Dạ. Chị ơi! Dạ. Hồi nãy chị thối dư tiền cho em á. Dạ. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Dạ. Chắc con không bao giờ nói dối đâu phải không? Dạ. Thật thà như con á, con nói dối cũng chẳng ai tin. Như vậy là tốt. Người như con bây giờ á, khó kiếm lắm. Dạ. Vừa bé à. Có thật là tất cả bạn bè này của anh đều đang cần luật sư riêng để tư vấn không? Đúng vậy. Nhưng không phải vấn đề kiện tụng rắc rối gì cả. Mà chỉ là họ chuẩn bị cho những rủi ro ngoài dự kiến thôi. Anh cũng biết nghề bác sĩ của tôi có khá là nhiều rủi ro. Tôi hiểu chứ. Nhưng mà thực sự thì cũng không mấy ai sẵn sàng trong cái chuyện thuê luật sư riêng cho mình đâu. Họ đều là những người khá giả và là bạn bè thân thiết của tôi. Nếu tôi mà thuê luật sư thì cả nhóm đều thuê luật sư. Với lại, sắp tới, chúng tôi có những dự định rất lớn. Nếu như có một luật sư đồng hành, thì quá tuyệt vời.
Thực sự thì nếu như tôi được đồng hành cùng với mọi người thì đó là điều quá tuyệt vời. Ngay từ đầu tôi đã có thiện cảm với anh Minh, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Cảm ơn anh. Bản thân tôi cũng cảm thấy hào hứng nếu như chúng ta được hợp tác với nhau. Mà anh Minh này, hình như văn phòng luật sư của anh chỉ có một nhân viên. Văn phòng của tôi á, quy mô cũng còn nhỏ thôi, cho nên là tôi chỉ cần một cô nhân viên là có thể quán xuyến được tất cả mọi thứ rồi. Bắt đầu công việc ai cũng vậy mà. Nhưng trong tương lai anh sẽ phát triển lớn mạnh hơn. Cảm ơn anh, tôi đã cố gắng đây. À, anh Minh, tôi thấy dạo này có rất nhiều người bị stress do môi trường công sở. Anh và cô nhân viên đó có gặp tình trạng này không? Hả? Anh đừng có ngạc nhiên. Anh biết chuyên khoa của tôi. Đó là bệnh nghề nghiệp nên đi đâu tôi cũng hỏi vấn đề này. À, tôi hiểu rồi. Bản thân tôi thì mỗi ngày làm việc tôi cảm thấy thoải mái. Chắc là không vấn đề gì rồi. Còn cô nhân viên của tôi thì tôi thấy cổ mỗi ngày đều cười nói vui vẻ. Chắc là không sao cả. Cười nói vui vẻ? Nó có thể là cô ấy rất yêu thích công việc này. Em về rồi nè. Mua đủ đồ anh cần chưa? Dạ em mua đủ rồi. Khách VIP của anh sao rồi? Xong việc về rồi. Công việc thuận lợi không anh? Ừ. Ủa mà anh mới đổi mùa nước hoa hả? Làm gì có. Vẫn xài chai cũ mà. Sao em ngửi thấy cái mùi gì đó lạ lạ ta? Không, mà cái mùi này quen quen. Mùi quen đúng rồi. Anh vẫn xài mùi cũ mà. Không phải. Cái mùi này nó lạ lạ bởi vì lần đầu tiên em ngửi thấy trong văn phòng. Nhưng mà nó quen quen là bởi vì chắc chắn em đã ngửi nó ở đâu đó. Nè, đừng có ngửi nữa. Ắc xì bây giờ đó. Cũng hết giờ làm việc rồi. Để đưa em về. Thôi, bữa nay em có công chuyện cho nên là em tự đón taxi về. Anh không cần đưa em về đâu. Ừ, em tự về đi. Có gì gọi cho anh ha. Mà nhớ là... Biết rồi, bắt máy liền trong vòng 10 giây. Ừ. Ủa, anh không về hả? Không phải đưa em về, cho nên là anh ở lại làm việc cho xong. Em xin lỗi anh, tại vì lúc nào cũng làm phiền anh hết. Thưa Linh à, cái chuyện đó anh thật sự nghiêm túc đó. Anh vẫn hy vọng là em đủ can đảm để đối mặt với tên kia, giải quyết dứt điểm vấn đề đi. Thôi em đi về. Sao giờ này nhìn chị thảm quá vậy? Bộ chị thiếu ngủ lắm hả? Bộ nhìn chị mệt mỏi lắm hả? Chứ còn gì nữa. Hai con mắt chị kìa, nhìn như là gấu trúc vậy đó. Da thì sần sùi, mặt còn tái mét nữa chứ. Alo, con nghe này gì? Con đang làm việc hả? À dạ vâng. Có chuyện gì vậy gì? À mà thật ra là cũng có chuyện. Nhưng mà
từ dành dữ vậy bay. À không không không, dì đang nói chuyện với mấy con cá. À không không, dì đang nói chuyện với con. Làm vậy, cái chuyện này á là mẹ con dặn dì không được nói. Mà dì không nói á, dì để trong bụng thì dì tức. Mà nói ra thì mẹ con la. À, dì cứ kể đi, không sao đâu ạ. Thôi quyết định vậy đi, chẳng thà bị la còn hơn bị tức. Làm vậy nè, dì với mẹ con á đi tới công ty, cái thấy có một cái anh nào đó tặng hoa cho con bé My ở dưới sảnh á. Mà tao nói nó làm y như trong phim vậy nha. Nó rần rần, ai cũng thấy hết á. Chuyện này ai cũng biết, chỉ một người không biết là con đó. Nên chị thấy bất công cho con quá à, bé Khang à. Mẹ con giận dữ lắm á nha. Trời ơi, sao tự nhiên thấy lạnh dữ vậy? Lạnh thì giảm mà lạnh xuống đi anh, chừng trúng gió đó. Con gửi cô. Chỉ có một ngày mà vừa đi khảo sát vừa làm bản báo cáo này hả? Dạ, đây mới chỉ là bản báo cáo ở 5 cửa hàng chính trong thành phố. Còn những đại lý nhỏ và những cửa hàng khác ở xa thì con định sắp xếp đi phỏng vấn sau ạ. Nhưng chỗ ở xa, cứ để văn phòng ở đó họ cập nhật là được rồi. Nhiều việc quá làm không nổi đâu. Dạ, con cũng hiểu như vậy. Nhưng mà mục đích của việc khảo sát lần này là để phục vụ cho kế hoạch sản xuất năm sau. Con sợ là những văn phòng địa phương họ sẽ không nắm được hết định hướng mới của công ty. Như vậy sẽ khó lấy ý kiến khách hàng một cách chính xác được. Nếu cô đồng ý thì con vẫn muốn tự làm. Cũng có lý. Nhưng vừa nghiên cứu thị trường lại vừa lo việc ở văn phòng, có nổi không? Nếu cô cho phép, con tin là mình sẽ làm được. Việc ở văn phòng hiện nay cô thấy đã chậm trễ lại rồi đó. Thư ký Trang chỉ có thể giúp con được 1-2 ngày thôi, không thể giúp mãi được. Dạ con biết, con sẽ giải quyết hết công việc của con ở văn phòng rồi mới đi khảo sát thị trường sau ạ. Con đã nói vậy thì tùy con thôi, nhưng đừng kéo theo các bộ phận khác chậm trễ lại là được. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Con xin phép. Giỏi quá. Con chào mẹ. Ôi, con. Mẹ ơi. Chào con. Con đang ăn cái gì đó? Dạ con đi ăn bánh đa cua. Sao con về trễ vậy? Dạ, tại vì hồi nãy con đi làm về, xong rồi con đi siêu thị mua đồ ăn cho một tuần, mang về nhà cất, xong con mới qua đây cho nên hơi trễ. À. Sao, bé hàng của mẹ hôm nay ở nhà có phụ ngoại dọn quán không? Dạ có, còn có chị kêu qua đây phụ nữa đó mẹ. Giỏi quá ta, ở nhà có một ngày mà biết phụ ngoại luôn. Ủa mà mẹ ơi, An kêu là có ai phụ mẹ vậy? À, có một người quen của cô Thanh. Cô nhờ qua phụ giùm vậy đó mà. Ô là trời. Ủa, ơi, Thanh. Ta nói bà về đây một cái là tôi thấy chỗ này nó sáng lên, nó sầm uất liền. Đúng rồi. Chào bác. Nhà ai không? Trời ơi, con Linh đúng không? Đúng không? Chính xác. Trời đất ơi. Bác có nhớ con không? Nhớ sao không nhớ? Trời ơi, bác nhìn là bác nhận ra liền luôn á. Con có khác gì mà cái hồi con đi học hết trơn trọi đó. Hình ý bà làm bánh chú chiên cho con á mẹ. Ngon hết sảy luôn á mà. Rồi con có cảm ơn bà không? Dạ có. Mẹ của con á, cứ khoe bác hoài à. Con Linh nhà tôi nó lấy chồng bác sĩ. Chú chồng nó thương nó lắm luôn. Rồi hai đứa hạnh phúc lắm. Rồi hai đứa tụi nó có đứa con gái xinh xắn đáng yêu với An vậy đó nè. Ôi ơi, sao mà con tốt số dữ vậy Linh? Đó nè, mới đi mua đồ ăn về hả? Đâu có. Tôi biết là bà dọn nhà từ sáng tới bây giờ, hiểu không? Thành ra tôi biết bà đâu có nấu nướng gì được. Đây nè, mang súp qua cho hai bà cháu ăn. Trời ơi, tuyệt vời quá à. Trời ơi, sanh tôi ra là bà má tôi chứ hiểu tôi có một mình bà Thanh tôi đó. Cô Thanh nó ăn ngon lắm con ơi. Ngon quá, ngon quá. Cảm ơn nhiều nghe. Cảm ơn bà luôn cái vụ giúp việc nữa đó. Nói nghe nè. Gì? Con bé nhõng nha nhõng nhảnh, con bé Nina ní nần á. Nó có giúp được bà được gì không? Nó về chưa?
Trời ơi, về rồi, bé nó cũng dễ thương lắm. Nó vừa làm vậy nè, mà nước mắt nó rớt hai hàng vậy đó. Trời ơi. Ủa, mẹ ơi, bác nói tới ai vậy mẹ? Con dâu tương lai của bác Thanh đó con. Trời ơi, chứ không phải nè. Ta muốn khoe con dâu người ta tài giỏi phải không? Thế giờ bộ nó gửi qua nhà mình làm nữa, đặng kiểu như là phe vậy đó. Chắc chắn là tối nay nó về nó ngủ không được cho mình coi. Tại vì nó sẽ ê ẩm hết người ngợm của nó. Trời ơi, con bé này nó tiểu thư dữ lá. Ừ, đúng không có quen làm việc đâu. Nhìn yếu nhất à con, tưởng ơi lắm. Đâu có ai mà lực điền như bà Thanh đâu con. Lấy về. Ê, ta. Trời ơi, có ai mà được hiền như bác Thanh đâu con. Khen rồi đừng có liếc mà. Alo, à, em đến đó hả? Em về tới nhà chưa? Anh vẫn đang ở văn phòng, vẫn đang làm việc không? Bị thiếu tài liệu nè. Nếu mà em về tới nhà rồi thì em mở máy tính đổ qua cho anh nha. Ủa gì kỳ vậy ta? Đã nói là gọi trong vòng 10 giây phải nghe mà. Chưa về à? Anh tìm ai vậy? Tôi tìm chủ nhà. À, ông chủ nhà hả? Hồi sáng ông về, ông quên mật mã, mở cửa không được, ông đi luôn rồi. Ông chủ nhà à? À, cảm ơn anh ha. Ông chủ nhà. Ông chủ nhà nào ta? Ủa anh Minh, sao anh ở đây? Em làm gì mà giờ này em về tới vậy hả? Em ghé qua tiệm ăn tối với mẹ. Tiệm cũng sắp khai trương rồi, cho nên có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Anh gọi điện thoại cho em quá trời luôn á, tại sao không nghe máy? Ủa vậy hả? Đã dặn bao nhiêu lần rồi? À, em để điện thoại im lặng từ lúc gặp khách hàng tới giờ, chưa mở lại. Xin lỗi anh nha. Hết nói với em thật sự luôn á.
Mà từ quán về đây sao đi của mình vậy? Em về nhà dọn dẹp nhà trước, lát nữa mẹ với ba ăn về liền á. Vậy còn ông chủ nhà? Ông chủ nhà nào? Thì ông chủ nhà nè, có phải là ba bé An không? Đâu có, ở đây chỉ có mẹ của em với bé An thôi à. Vậy còn ba mẹ của bé An đâu? Thiệt ra mẹ của bé An là... Thôi, cái chuyện này chuyện riêng gia đình của em. Anh hỏi vậy cũng thấy kỳ quá, em không cần phải trả lời đâu. Dạ. Nếu vậy thì người đàn ông đó là ai? Ủa mà sao tự nhiên anh hỏi em những chuyện này vậy? Nếu bây giờ mình nói có người đập cửa, Linh lại hoảng sợ, chứ cũng không giải quyết được gì cả. Không có gì đâu, chắc em cũng mệt rồi hả? Vào nhà nghỉ ngơi đi. Thôi đằng nào anh cũng tới rồi, anh vô uống miếng nước rồi về. Không cần đâu, vào nhà nghỉ ngơi đi. Vậy ngày mai gặp anh ở văn phòng. Ngủ ngon. Ông chủ nhà. Anh ở đây nè. Anh... Cô Hồng vẫn còn ở đây đó. Thì sao? Chả việc gì anh phải giấu cả. Anh với cả em cứ tránh né nhau như vậy, chỉ làm khổ nhau hơn thôi, chứ có giải quyết được vấn đề gì đâu. Gặp em, anh nhớ em. Em đừng giận anh nữa nha. Anh biết chuyện Tuấn tặng hoa cho em không? Anh biết, mà anh không quan tâm. Quan trọng chỉ là em với anh thôi. Nhưng mà mẹ anh cũng thấy không rồi. Không sao đâu, anh hiểu mẹ anh sẽ không bao giờ để ý mấy cái chuyện lặt vặt này cả. Thả lỗi cho anh nha. Anh với cả em trở lại bình thường như ngày xưa nhé. Em không cần phải suy nghĩ gì hết, tất cả là do lỗi của anh. Anh về đi, lỡ mẹ anh nhìn thấy thì không hay đâu. Anh đã nói là mẹ anh sẽ không bao giờ để ý mấy chuyện này đâu. Mẹ anh sốc là tại vì anh nói dối mẹ. Sau này anh đừng đến công ty tìm em nữa, em thấy khó xử lắm. My, anh về giùm em đi mà. Về My. Đi. Xong rồi, xong rồi. Xịt phản thôi. Chuối, toàn là món khoái khẩu không. Ăn đi chị, ăn đi. Thịt luộc nè. Chấm nước mắm. Ôi, thịt luộc chấm nước mắm ngon quá. Chị ăn đi. Trời ơi, chị ơi, em nói rồi. Chị đừng có suy nghĩ gì nữa mà. Thằng Khang nó lớn rồi, nó biết làm cái gì tốt cho nó. Chị có lo nghĩ cũng có thay đổi được gì đâu. Nhiều khi hả, còn gây ra mệt mỏi căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe nữa đó. Chị lên phòng đây. Chị chưa có ăn miếng nào mà. Chị.
Thôi, không ăn thì mình ăn. Về giùm em đi mà. Về đi. Trai tôi đó sao? Sao con phải lụy nó đến như vậy? Nhưng mà sau này có người yêu á, nhớ nói cho mẹ biết nha. Mẹ không phải là người khó khăn trong chuyện đó. Đừng có giấu mẹ đó. Nếu mà con có ai á thì mẹ sẽ là người biết đầu tiên. Mẹ là số 1 mà. À, cho đến khi con có người yêu thì mẹ sẽ là số 2. Không bao giờ. Bác thấy sao bác? Bác thấy nó rất là rối. Đâu có đâu bác. Con thấy á là vừa che được chỗ khâu lại mà vừa có màu sắc nữa. Chứ cái áo của bác á có một màu à, không có điểm nhấn gì hết á. Nhìn rất là tẻ nhạt. Mà bây giờ bác thấy nó phong cách hơn rồi đúng không? Bác không có hợp với cái phong cách này, con hiểu không? Thực ra cái áo này rất là đơn giản. Chỉ cần khâu lại và khâu cái đường khâu thiệt là đẹp là được rồi. Tự nhiên bây giờ con đi con này tùm lum tà la hết. Giờ bác mặc kiểu gì đây? Trời ơi, đây nè, rồi bác bán buôn cho khách không? Lấy bác mặc cái áo vậy. Đó, bác mặc vậy nè, cái kỳ ấy. Anh thấy cũng được mà em. Được, ông bận đi, nè. Thôi. Ông bận đi. Cái áo này bông qua hợp với ông nè. À, dạ, anh chị cho hỏi. Ồ. Dạ. Chị. Chào chị. Mời chị. Dạ. Chào anh ạ. Yeah. Đây là chị Hồng, giám đốc công ty của My đây mà. Cô này nhìn quen quen ta. À, là tác giả của cuốn sách. Mời chị ngồi. À, dạ. Cảm ơn anh. Chị khỏe không? Cảm ơn chị, tôi khỏe ạ. Dạ. Yeah. Ủa sao hôm nay có việc gì mà chị lại đến đây vậy chị? Ôi trời ơi, bộ con My nó gây ra chuyện nữa hả chị? Dạ không có. My đang làm việc rất tốt chị. Dạ. Không có chuyện gì đâu. Hôm nay tôi tới là để thăm con trai tôi. Hả? Con trai chị hả? Dạ. Tôi chưa giới thiệu với anh chị. Tôi là mẹ của cháu Trọng Khang ạ. Khang đó là con trai chị hả? Dạ. Cái này bên nhà máy mình đang chờ. Tôi đã nói là để đó đi. Tôi dễ dãi quá cho nên mọi người coi thường phải không? Trợ lý mà nói chuyện với giám đốc kiểu như vậy hả? Ba của con cũng là không cho phép con quen với anh Cường rồi. Thành ra thôi đi, con cũng đừng tới lui nữa. Bác nói giúp con. Bác gái nói đúng đâu con ơi. Thôi con đi về đi, đừng có qua đây nữa. Mẹ cũng phải lắng nghe con nói đã chứ. Mẹ không muốn nghe thêm một lời nào như vậy nữa. Mẹ đã quyết định rồi. Vậy thì con quyết luôn rồi. Con sẽ không dọn ra khỏi nhà My đâu. Con. Rồi thời gian trôi có biết tháng năm phai dấu thanh xuân. Một mình sương khuya sớm tối ấm êm thì dành cho con. Chẳng giữ lại điều chi. Dù con có lớn bay lên trời cao, vẫn như đứa bé mẹ bồng trên tay. Dù bao sóng gió gió đến thế nào, đằng sau vẫn có tình mẹ bao la dõi theo con từng bước chân. Say cảm ơn mẹ
của mẹ. Xem trọn bộ 87 tập trên ứng dụng VOON.